hai chó nhà ha, thì giờ mình sẽ lên cho anh em cọc hú cho bò con này. Nó nhảy gãy móng nữa rồi cả nhà. Con này bị gãy móng thế rồi. Con cua nha. Đó, cọc nguyên cùm nè. Giờ mình thanh lý cho anh em chơi luôn. Đó, màu đỏ hay không anh em tự nhận xét ha. Đây. Quay có nắng chứ là quay không nắng ha. Này đây là không nắng nè. À, quay có nắng chiều sơ sơ nè. Đó. Dạ. Té nữa. Kỳ ta. Bữa giờ luôn anh cứ gãy móng suốt luôn á. Con kia giờ tới con này nữa. Còn né coi con này, con bông bông. Anh thấy thật sợ hả? Này mình là nó phòng má ha. Còn của anh em khác mà lý do là sao nó phòng mình chịu mình không biết luôn á. Đây. Giờ mình thanh lý cho anh em nào. Alo mình có bắt gì chơi ha. Nói chung mà con này móng thì mình bao anh em là ra lại ha. Nói chung cái nào bao được, bao nào cũng được bao ha. Nhưng mà vẫn thanh lý rồi. Nói chung là cũng không rẻ lắm đâu. Bò đỏ nguyên con mà chứ phải là bò mà ngược xám hay ngược loan thì nó khác ha. Đó là em thấy ha. À, cái này thì có thể là một cặp chống máy nha. Hồi trước thì mình đoán đoán là hai con trống, nhưng mà sau này thì ra mỗi con một màu một giọng khác nhau luôn. Nắng chiều vô cái này ha. Nói chung là đa số anh em rất thích quay nắng chiều ha. Nói chung đối với mình thì mình chơi mé thôi. Nên là anh em nhìn nó sẽ rất. Nói chung là cũng không ảo lắm đâu. Hồi đút cho họng thì không ăn mà cứ đây. Chè vô ông chè nhiều nhau ha. Tại mình không có quay bắt nét. Quay mà bắt cho nó khủng khiếp ấy, thì khác ha. Đó này ha. Hai con chim đứng bên hông kia là hai con hét lửa nha. Mình không có chia lại nha anh em. Rất là nhiều anh em hỏi mình chia lại hay không. Mình khẳng định với em một lần nữa là giờ anh em có trả mình 200-300 triệu mình mà không chia nha. Tại chim này là mình được tặng cho nên mình không phải nào chia được. Đó cả nhà hãy nghe con trong này nó ro. Ro có hai em mà thấy không? Ro nó bắt đầu, nhưng mà chỉ có cái là nó không có ro dài như mấy con máy ha. Máy là ro hả, nó mới là máy ha. Cả nhà hãy nghe được giọng ro đó ha. Con chim con đơn thuần nó là vậy á. Còn nếu mà nó máy là phải chờ cả tháng nữa rồi thôi mới ra được ha. Đó, có ba mà thấy không? Là nó ngưng. Nó không ro nữa. Đó nhà phải là đón được nó trống máy rồi đó. Ok, nó là con gãy móng á nha cả nhà. Gãy móng còn cùi nha. Sẽ vẫn còn ra nha. Ok, vậy ha, anh là phát hiện lo cho mình ha. Số gọi mình là 0929887346. Số gọi trên đây luôn nha nha. Ở đây nè nha. Ok, còn không anh em không tin thì cứ tới nhà coi xem màu mè nó như thế nào ha. Còn anh em không tin nữa thì số đó là số Zalo của mình. Anh em kết bạn, anh em gọi video call trực tiếp thì anh em sẽ có thể thấy được là biết nó như thế nào ha. Nó đỏ hơn là con bầu bụng của mình luôn á. Con này thì nghe ngửa với con này đó nha, thấy ha. Nhưng anh đó thì đỏ hơn ha. Chim thì bữa nay nó là được 12 ngày tuổi rồi nha cả nhà. Ok vậy ha, giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại sau ha. Hẹn gặp lại thì cứ tới nhà coi bác nha.